Chiều ngày 11 tháng 8, báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình sinh kế hậu Covid thiên tai mưa lũ, qua đó đã trao tặng bò giống và tặng quà đến người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đợt này chương trình đã trao 33 con bò giống, tổng trị giá 495 triệu đồng cho người dân ở hai xã Đức Phong và Đức Hòa, huyện Mộ Đức. Đến nhận bò giống, nhiều hộ dân đã không giấu được niềm vui khi được trao cơ hội để vươn lên thoát nghèo. Trước đó tại Quảng Nam vào ngày 9 tháng 8, chương trình cũng đã trao bò giống cho 16 hộ nông dân là người Cơ Tu và người Tà Riền tại ba xã Chà Va, Duôi và Đắc Tôi thuộc huyện miền núi Nam Giang. Tại Quảng Nam, chương trình còn dành tặng 480 triệu đồng để trao với 32 suất quà, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng, tương đương với một con bò giống. Còn tại Quảng Trị, vào ngày 8 tháng 8, hơn 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã Trung Sơn, huyện Gio Linh và xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đã nhận được những phần quà gồm bò giống, dê giống, lợn giống và cây trồng cùng một số máy móc phục vụ sản xuất, trị giá mỗi phần quà từ 5 đến 15 triệu đồng. Chương trình trao sinh kế cho người dân khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 và mưa lũ được báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và hội nông dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình triển khai ở 4 tỉnh này với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ sự ủng hộ của công ty công nghệ Huawei Việt Nam và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.